đường quê xã Vinh Hậu của quận An Phú, tỉnh An Giang. Con đường này có vài người bạn ở đây. Hồi xưa mình học cấp 2 á, từ năm 97 đến 2001 á, thì mấy xã chứ một trường cấp 2 thôi. Những bạn mình từ xã Vinh Hậu này cũng đi đò qua xã Vinh Trường học. Mình ở Châu Phong cũng đi đò qua xã Vinh Trường học. Chủ đò thu tiền phí của bà cũng là một người bạn cũ, hồi xưa học chung lớp 6 cách nay 25 năm rồi. Xưa nước lũ cao, con đường này có thể ngập đó các bạn. Ở đây có chuyến đò nè, đò từ Vĩnh Trường, từ Vĩnh Hậu Vĩnh Trường nè. Xưa bạn này mình đi đò qua đây đi học. Cũng có trường cấp 2, cấp 3 luôn, cấp 2. Nên đa số học sinh ở đâu học ở đó, không có đi đâu hết. Đơn. Giờ trẻ em ở đây vẫn còn đến trường. Do thời điểm đi học lại sao thì trễ hơn do Sài Gòn. Chú biết được. Mình về đây thấy một nghịch cảnh mà. Trái cây la liệt luôn, ít ai ăn lắm, bán thì không ai mua luôn á. Mình mua được, mình mua giúp người ta mừng lắm. Mình mua mình cũng mừng, lại mua được trái cây ngon sạch mà họ bán được cho mình, họ cũng mừng. Cái mía có 5.000 ăn cả luôn, hết leo đó. Đây có cái dụng đất cồn nên cây trái trồng tốt lắm. Đi thôi chứ bạn bè mình chẳng còn mấy ai. Người đi xa, người lấy chồng đi đâu khác, lên Bình Dương. Thank you.
dây, ngày xưa có dây băng mới sao giờ người ta tháo bỏ hết rồi. Nhưng mà nó vẫn tên là cầu dây. Chào các bạn nhé, các bạn.